Rồi, hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cấu hình là 14 và 15 đô ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tạo một cái composite vô đường ha. Đó, đổi tài khoản thì mình sẽ để là tài khoản thật. Rồi, giá trị giao định đó thì mình để là số 0 ha. Rồi, giờ bấm tiếp theo. Rồi, cái tính năng cơ bản thì mình sẽ chọn cái tên là Telegram Signal ha. Rồi, cái tên bot thì hôm nay là mình sẽ chọn lấy cái phương pháp là hàng ba. Hàng ba các chị. Rồi, các chị bấm vào thêm cấu hình ha. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho một cái tạo một cái composite cho nó chạy ha. Ghi là hàng ba. Rồi, giá trị giao định thì mình sẽ đi 14 15 đô mà cho nên là mình sẽ đi là 1248 ha. Rồi, giá giao định thì mình để chính. Rồi, mục tiêu chốt lãi, mục tiêu chốt lãi thì mình chốt một lần là 4 đô ha. Và tiêu cắt lỗ là mình sẽ để là 15 đô. Đây. Rồi mình sẽ bấm tiếp theo ha. Rồi, lúc này là mình vẫn chọn là cái tên bot là Telegram ha, hàng ba ha. Đấy. Rồi sau đó chị tích vào chỗ là đợi tín hiệu từ bot có sẵn cho mình ha. Rồi, cái tên cấu hình muốn đợi thì mình sẽ để là cái tên bot cho đường. Rồi, cái điều kiện mà để bắt đầu mà cái con bot mình nó chạy á, thì anh chị chú ý chỗ này cho mình ha, là bắt đầu cái thắng liên tục hay là mình để số 3 ha. Đó, tí nữa là mình sẽ giải thích thêm về cách giao lệnh của nó ha. Rồi, cái điều kiện mà để dừng đợi tín hiệu á thì mình sẽ bấm vào chỗ này dừng đợi tín hiệu khi lãi là mình để 0,4 ha. Đấy, và anh chị tích vào chỗ là giao lệnh chính xác số lượng win loss ha, mình tích ở đây cho mình ha. Đấy. Rồi, sau đó anh chị bấm vào thêm cấu hình. Đấy. Khi nó chạy thì anh chị bật hai cấu hình này lên thì nó chạy ha. Rồi mình giải thích thêm về cách mà có con bot này nó vào lệnh ha. Đó thì khi mà cái phương pháp hàng ba này á, nó win liên tiếp ba lệnh á, thì nó sẽ vào lệnh ha, thì nó sẽ lệnh. Mà ví dụ như đây là chỗ ba lệnh này nè, thì nó sẽ vào lệnh. Thì lệnh đầu tiên thì nó sẽ thua ha, và cái lệnh thứ hai thì nó sẽ thắng là thắng nè. À lúc đó là nó dừng luôn ha. À con bot chúng ta nó dừng luôn, nó đợi tín hiệu tiếp ha. Đó thì cái cách treo này á, thì khi mà nó lót liên tiếp mà 5 lệnh hoặc là 6 lệnh như thế này á, à, thì mình không sao cả, nó không không bắt mình không điều lệnh ha. Đó hoặc là tới win liên tiếp 2 lệnh như này á thì con bắt mình nó cũng sẽ không điều lệnh ha. Đấy, thì là đây nè. Lúc này ha. Đó, win liên tiếp 3 lệnh thì nó sẽ vào lệnh. Đó, nó vào một lệnh chỗ này nè. Rồi nó win luôn là nó sẽ ngừng ngừng luôn ha. Đấy. Nó sẽ ngừng luôn và nó sẽ chạy tiếp cho tới chỗ này luôn ha. Tới khúc này luôn thì nó sẽ chờ là 3 lệnh này nè. Win nè, nó sẽ vào lệnh ha. Đó thì trong vòng 80 phiên phiên liên tiếp này á thì mình chỉ có ăn được 3 lệnh thôi ha, 3 đô thôi ha. Đấy. Thì anh chị có test thử vài ngày thấy cái phương pháp này mình nó đi vốn như thế nào hợp lý thì anh chị sửa lại ha. Đó thì nó là như vậy. Rồi anh chị nào quan tâm về cái con bot là Master Test này á thì anh chị cứ liên hệ với mình ha. Đấy thì mình sẽ cấp miễn phí cho anh chị ha.